Rồi, xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Quyết Tông nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu xe rất là quen thuộc đang chào bán ở cửa hàng MT Motor Cycle của mình ha. Địa chỉ cửa hàng của mình là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Rồi, giới thiệu với anh em đây là dòng xe Riton Cafe Racer 125 vừa mới về cửa hàng của Hồng ha. Bên Hồng chuyên bán dòng Riton nha anh em và các dòng Galaxy khác nha. Đây là chiếc xe 125 màu xám đã lên tay lái Cafe Racer. Xe biển số Sài Gòn nha anh em, quận 6 nha, xe lên một số đồ chơi đó, mình quay chi tiết cho anh em xem ha. Lốp nè, rồi tay thắng thay thế bằng tay RCB, chụp đầu đèn ha, nước sơn là zin 100% nha anh em. Rồi, để mở ô đô cho anh em xem luôn. Xe ô đô khoảng tầm 14.000 mai, chất sơn nguyên zin, zin nguyên con luôn nha đó. Cùng công tắc đồ là nguyên zin hết, có cốc sạc điện thoại. Rồi, để quay thêm cái chi tiết phía dưới cho anh em xem nữa là xe này đã được độ capo cổ inox 304 cộng với cái lon bô này của Legend này, lon bô của Legend 150, nổ tiếng nổ cũng trầm ấm đủ nghe nha. Rồi, da yên zin có chữ Riton luôn đó, vàng inox sáng bóng, lốp sau thì gai nó còn dày nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm dòng xe này nhớ ghé cửa hàng của Hồng ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Anh em nào mà mua xe bên mình cũng biết rồi ha, mua xe máy móc nguyên zin, mình nói nguyên zin, không có vấn đề gì mà phải giấu giếm anh em cả. Bên mình bán xe bảo hành 3 tháng cho anh em ha, có thay nhớ và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em, không quá 3 tháng đầu tiên nha. Mình có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh nha, có hỗ trợ làm thu hồi cho anh em sang tên khác quận huyện nha. Xe này đang biển số thành phố Hồ Chí Minh, quận 6 nha anh em. Anh em nào cùng quận 6 thì khỏi lần làm thu hồi luôn. Rồi, có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nha. Bên mình là có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng thôi nha anh em, chỉ trả góp qua thẻ tín dụng ha. Đó, máy móc để mình quay cho anh em xem luôn ha. Đó, chi tiết máy rất là kèn. Anh em nào mà quan tâm cái dòng xe này nè, nhờ ghé cửa hàng của Hồng nha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp. Hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage MT Motorcycle, anh em có thể gọi trực tiếp số hotline bên mình cũng được ha, 0868 966 377. Hoặc anh em có thể gọi cho hai số cá nhân của Hồng nha, có sử dụng Zalo nha anh em, hai số cá nhân có sử dụng Zalo nha, nhưng mà mình khuyến khích anh em nào nhanh gọn thì nên gọi ha. Anh em mà gọi mà chốt giá nhanh gọn là mình fix cho anh em tụ quần luôn. Số điện thoại của mình ha, 089 8686 337 hoặc là số 0932 773394 nha anh em. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem cái clip của mình. Anh em nào mà yêu quý kênh YouTube của Hồng nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của Hồng nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ha. Hiện nay là bên mình là đang có nhu cầu thu mua các dòng xe Classic đời cao phân khúc nhỏ 2015 trở lên ha, mình đang cần số lượng lớn để mình mở một cái showroom lớn hơn. Anh em nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi các dòng xe Classic đời cao mà phân khúc từ dưới 650cc thì liên hệ cửa hàng của Hồng ha. Hồng hoặc là Hồng sẽ thu mua tận nơi cho anh em. Anh em chỉ cần liên lạc cho Hồng thì Hồng sẽ đến tận nơi thu mua, giá cả hợp tình, hợp lý luôn, nhanh gọn tiền tươi cho anh em luôn nha. Hỗ trợ tất cả các giấy tờ thủ tục liên quan đến việc sang xe, mua bán xe nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau nha. Hồng sẽ quay thật nhiều xe bán ở cửa hàng của Hồng cho anh em xem ha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Mong anh em ủng hộ kênh YouTube của Hồng để Hồng phát triển và mở một showroom to hơn để anh em có nhiều xe lựa chọn hơn nha.